channel của Tư Kê Sigo với mọi người. Thì mọi người thấy nay mình đợi nón không mọi người? Mình đợi nón là ý nghĩa là tóc mình nó dài á mọi người. Mình chưa có điều kiện mình đi hớt tóc á mọi người. Đấy, ok nha mọi người. Tóc mình dài mình lấy nón mình đổi lên đấy cho ngầu. Ok nha mọi người. Ok luôn mọi người, để với kênh YouTube của Tướng Ok Sài Gòn Trai 28. Đây là Tướng Ok Sài Gòn hát chế. Ok nha mọi người. Vô nè. Cuộc đời cũng chẳng như mơ, làm sao biết được chữ tình. Bạn bè cũng chỉ bên anh khi anh còn một thời hải phong. Nhìn lại mới thấy bên em chỉ còn có anh thôi. Sông su đời trai bước mình tôi trong màn đêm. Miền đời chẳng rơi chẳng ai thầu thèm với gió. Bao phé mi lệ tuôn trào trái tim anh ngày nào. Chờ đợi em mãi anh phải làm sao. Ngày xưa đã hiểu lầm, người vẫn đi cũng trong âm thầm. Mối tình đầu anh trao em mang về nơi chốn nào. Em đến như là thiên thần, gió cuốn trôi đời anh. Chờ đợi em mãi anh phải làm sao. Ngày xưa đã hiểu lầm, người bước mình đợi nó gì nhìn nó ngầu hơn mọi người. Đấy, thế tóc mình nó ra 73 mọi người. Đấy, nó ra 73 mọi người. Yeah, hồi đó mình để tóc chỗ này mọi người. Hồi đó mình để hai mái mọi người, mình để tóc mình cái này nè. Yeah, quái chữ gì chứ. Quái chữ. Yeah. Ôi mọi người, mình thích mái chéo hơn mọi người. Mình thích mái chéo Sài Gòn nha mọi người. Ở Sài Gòn là phải để mái chéo nha mọi người. Đấy. Đấy, khung khu tao sống khi mày thích tao vẫn ok trong Winnerit. Đến bây sự tao vẫn ngô hàng. Việt go. I'm proud of it. Xe chứng bục báo là những thứ mà tao đã xâm. Xe chứng bục áo là những thứ mà tao đau năm gần. Xe chứng bục áo là những thứ mà tao đau năm gần. Phường khắp Long An là nơi tao đang đăng hình ẹt 48. Đây còn xưa còn không còn yên bình. Sáng ngày hôm qua còn sống như sáng của ngày hôm nay. Việc tao làm vẫn như mọi ngày, thằng quản lý đã thấy. Tao quách kê lô, tao làm việc của tao. Chứng vấn đề tao lại không biết đâu để tao làm việc của tao. Tao không ai thấy, thấy ai đụng là đập. Quỳ hàng ngội nằm trong túi đi có quy thụng quà thấp. Anh em khi gặp tao như ngay cũng quay nắp. Nếu tụi mày khi gặp tao mà 83 tao chứ. Không khu tao sống khi mày thích tao vẫn ok trong rất. Đến với sự tao vẫn bơm hàng, nhà mày không an toàn. Chơi rồi quý rượu quay nhỏ nên tao ngang hàng. Trong khu tao sống thì mày thích tao vẫn ok trong quay direct. Đến với sự tao vẫn ngon hàng, nhà mày không an toàn. Quay còn quý rượu quay từ nhỏ nên tao ngang hàng. Trong khu mày sống khi... trong khu mày sống tao bị bò được đường ra đi ra ngoài đường phải nhau giết làm sao gặp bên giáp bên sầu bên đít hết biết rồi mọi người. Thằng Cường nó gì ta, thằng Cường nó đi với em trong fan lâu rồi, còn anh thì thiếu. Anh lớn lên từ đường phố, chở xe hơi không có đường dơ, chở công nhân ăn mì bằng xô, mỗi khi mưa xuống uống nước bằng xô. Cho em họ đợi cân họ, còn với anh họ gọi là ổ. Thế giới em xài tiền quẹ, còn thế giới anh xài tiền đô. Em đổ xăng thì được đầy bình, anh đổ 5 ngàn nó không cho đổ. Đi ngồi đường anh gặp được em, anh xin xóa thì em nay no. Yeah, hay lắm nha. Nhà anh chồng mít thái, năm bán được có nhiêu đâu à, gần triệu trên tấn, bán trái đủ tiền cưới dâu luôn à. Nhà anh rất nông dân, không thích đi nhậu nhà hàng khách sạn, nên phải xây lên khu sinh thái nè mấy chị. Mà để cuối tuần lai gai với bạn, tao có thằng nhóc không biết thả diều, nên phải mua lai tâm chơi tạm. Anh từ bé anh mới thả diều, từ người thôi lớn ra anh là trai ngoan. Anh không có gù chè cờ bạc, ít nhất anh nhậu được vài lon. Giờ em điều kiểu sao mỹ nữ bây giờ siêu lứa không bây giờ mì sơn giờ. Thương lắm con sông quê hàng xưa mộng say. Câu hứa năm xưa trong một chiều trời mưa. Em nói em thương anh nhiều, thương em anh thương rất nhiều. Nhưng đời hồng như giấc mơ đẹp, em gửi xa chốn này. Một mai anh muốn bước lên đâu thành, thì anh đã nghe câu chuyện mọi người trong xóm nói anh
sao xinh đẹp, sao ở quê làm gì? Lòng anh cứ thêm như mơ mộng, anh muốn bước xa nơi này, bỏ lại em với tiếng yêu thương đầm say. Anh đang chạy theo ném vàng, kịp ngày em hành chân bước đi. Quân chung hay chiếu bóng người, nhưng không muốn em mời ở lại. Sẽ không còn như cánh diều, nhưng buổi chiều tung tăng với mây. Gió kêu gào em ơi xin hãy quay về. Em cũng phải câu hết vòng trong cuộc sống này phải không em? Để lại tất cả nỗi buồn ở đằng sau em đành đừng quên. Quên đi những ký ức đẹp, quên cả lòng nơi em lớn lên. Nơi đây không thuộc về anh nữa, phải không em? Mày xuống mày là xin xuống và ồ vai. 3 năm 6 tháng có là chi? 3 năm 6 tháng có là gì? Sao em đành nhẫn tâm bỏ lại anh? Tôi ơi, người con gái nó đeo thì chung, người con gái nó đeo chung tình. Xong làm gì người có yêu thương gì tôi? 3 năm 6 tháng có là chi? 3 năm 6 tháng có là gì? Sao em đành nhẫn tâm bỏ lại anh? Tôi ơi, người con gái nó đeo thì chung. Cuộc đời này, cuộc đời, vì cuộc đời quá chua cay. Nàng khói trắng đưa anh vào đam mê, vì người tình cách bước ra đi, anh buồn đau bay vào mái thủy. Kể từ ngày hít thuốc phê phang, hàng thân anh trở thành đại người anh vậy. Tội nghiệp anh, người đàn ông anh gây sầm. Đời cho bao sóng gió, nhớ bao nhiêu ký ức mốc mắt trên đời. Vẫn tin một người mà người sau có đáng yêu. Quên đi một người được xem như là kết thúc. Quên đi mà xem nước mắt rơi lặng thầm. Ai là người kẻ tiền cùng em vượt qua. Ok nha mọi người, thì ok giờ mình sẽ xin hát kép tới đây thôi nha mọi người. Ok thì bữa nay coi ca sĩ ok hết đất được bao nhiêu cá nha mấy anh chị. Ok, let's go. Ok nha mọi người, thì nay ca sĩ ok cũng đã hết đất xong nha mọi người. Tóc ca sĩ ok cũng đã dài mấy anh chị ơi, chưa có điều kiện đi hết nha mấy anh chị. Ok, giờ ca sĩ ok xin kết thúc video tại đây nha mấy anh chị. Ok, bye bye.